Thượng tướng Trần Văn Trà, tầm nhìn chiến lược trong trận Xuân Lộc khiến Dương Văn Minh phải cảm phục. Các bạn thân mến, tướng Trần Văn Trà là một trong những danh tướng hàng đầu thế kỷ 20. Thời trai trẻ, ông từ quê hương Quảng Ngãi vào Sài Gòn hoạt động cách mạng bí mật, thành lập lực lượng bộ đội chủ lực cách mạng đầu tiên ở Nam Bộ thời chống Pháp tái xâm lược. Trở thành tư lệnh quân giải phóng miền Nam thời đánh Mỹ, cùng chỉ huy đại quân kết thúc cuộc trường kỳ kháng chiến cứu nước, làm chủ tịch Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn, Gia Định. Chiến công hiển hách và tinh thần nhân văn của danh tướng Trần Văn Trà đã trở thành một trong những di sản cho thế hệ sau. Hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu về vị thượng tướng đặc biệt này nhé! Một, đôi nét về thượng tướng Trần Văn Trà. Thượng tướng Trần Văn Trà, tên thật là Nguyễn Trấn, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1919 ở xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một vùng quê nghèo khó, người dân quanh năm cật lực trên cánh đồng vẫn không đủ ăn. Họ kiếm sống thêm bằng mò cua bắt ốc dưới sông Trà Khúc hoặc lên rừng hái củi đốn than để bán. Tuy nghèo nhưng họ giàu tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau và có tinh thần yêu nước cuột khởi. Ông nội của ông là một nghĩa sĩ cần vương. Cha của ông vừa làm thợ, vừa tham gia phong trào cách mạng từ 1930 đến năm 1931 ở quê hương. Buổi tối, anh em ông thường được nghe cha và người lớn trong làng kể chuyện về những vị anh hùng đã xả thân cứu nước. Thời gian này, lính Lê Dương, khố xanh, khố đỏ của Pháp thường xuyên lùng sục cùng cường hào địa phương gây khó dễ người dân. Kinh hoàng hơn, ông còn tận mắt chứng kiến bọn lính Pháp xả súng vô tội vạ vào đoàn người biểu tình xin giảm thuế. Nỗi ám ảnh về những cái chết thương tâm của bà con, sự căm thù đối với những tên lính ngoại xâm tàn ác, tấm gương oanh liệt của những vị anh hùng cứu nước đã nhen nhóm trong lòng anh em đồng chí Nguyễn Trấn tình yêu nước thương nòi. Năm 1936, ông Nguyễn Trấn thi vào học trường kỹ nghệ thực hành Huế. Vừa học tập, ông vừa đọc tài liệu của các nhà cách mạng từ nước ngoài bí mật gửi về và tích cực tham gia phong trào học sinh yêu nước. 3 năm sau, ông tốt nghiệp và vào thẳng Sài Gòn làm công nhân hỏa xa, tiếp tục hoạt động bí mật. Bị thực dân Pháp bắt giam, vừa ra tù tham gia đấu tranh, ông lại vào tù lần thứ hai. Tại phòng biệt giam ở Bốt Catinat, ông nhiều lần bị trùm mật thám Đông Dương Bazin tra khảo dã man. Chiến tranh Thế giới thứ hai lan sang Đông Dương, Nhật xua quân vào đảo chính Pháp. Chính phủ Trần Trọng Kim thân Nhật đã phóng thích tù chính trị. Ra khỏi tù, đồng chí Nguyễn Trấn cùng với em trai là Nguyễn Việt Châu tham gia tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, giành chính quyền ở Sài Gòn. Ông bắt liên lạc với sứ ủy Nam Kỳ, được phân công về làm báo giải phóng và cơ quan ấn loát của kỳ bộ Việt Minh do ông Nguyễn Văn Nguyễn phụ trách. Để giữ bí mật cho bản thân và gia đình, thời kỳ này, đồng chí Nguyễn Trấn lấy bí danh là Trần Văn Trà và trở thành tên gọi quen thuộc sau này. 2. Hóa thân vào kháng chiến Nam Bộ. Sài Gòn cùng cả nước giành được độc lập chưa được bao lâu, quân Pháp núp bóng quân đồng minh nổ súng tái xâm lược. Nhân dân Nam Bộ đứng lên kháng cự. Thượng tướng Trần Văn Trà gia nhập quân đội, chiến đấu trận đầu tiên giữ mặt trận Cầu Bông trong nội thành Sài Gòn. Địch quá mạnh, với vũ khí hiện đại. Quân ta buổi đầu kháng chiến chỉ được trang bị thô sơ, chủ yếu gậy gộc, giáo mác. Mặt trận Sài Gòn vỡ, cơ quan lãnh đạo kháng chiến rút về Mỹ Tho. Ông xin ở lại Sài Gòn để tiếp tục chiến đấu chống Pháp. Để có lực lượng vũ trang tập trung chiến đấu, Thượng tướng Trần Văn Trà cùng với Tô Ký, Hoàng Dư Khương, Huỳnh Tấn Chùa thành lập và chỉ huy giải phóng quân liên quận Hóc Môn, Bà Điểm, Đức Hòa. Với tư cách chính trị viên, ông đưa một bộ phận giải phóng quân liên quận về tăng cường chấn chỉnh khu 8. Chi đội 14 được thành lập, ông làm chi đội trưởng, một chi đội bằng trung đoàn sau này. Ông cũng bắt đầu xây dựng căn cứ địa Đồng Tháp 10. Tháng 9 năm 1946, Thượng tướng Trần Văn Trà được Bộ Tổng Tư lệnh chỉ định làm khu trưởng khu 8, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh làm chính ủy. Sau khi Nam Bộ xây dựng các đơn vị bộ đội chủ lực, trước tiên là tiểu đoàn 307, đồng thời phát triển, củng cố các lực lượng địa phương và dân quân du kích, đã đánh thắng những trận vang dội như trận Cổ Cò, Rồng Dứa, Tầm Vu, La Ngà. Nhiều chiến dịch được mở ra, quân Pháp bị đánh khắp nơi, phải dàn trải lực lượng để đối phó. Cuối năm 1951,
Trung tướng Nguyễn Bình đã hy sinh trên đường ra Bắc. Tình hình chiến trường thay đổi, Nam Bộ chia làm hai phân liên khu, miền Đông gồm các tỉnh Tả Ngạn và miền Tây gồm các tỉnh Hữu Ngạn sông Tiền. Phân liên khu miền Đông do Thượng tướng Trần Văn Trà làm tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng làm chính ủy. Ông tiếp tục chỉ huy các lực lượng vũ trang chiến đấu trên địa bàn trọng điểm rộng lớn của Nam Bộ trong thời kỳ khó khăn ác liệt của cuối cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, Thượng tướng Trần Văn Trà phụ trách chuyển quân từ Nam Bộ tập kết ra Bắc. Ông được cử làm Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội. Tiếp đó, kiêm thêm nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Quân huấn, Giám đốc Học viện Quân chính và Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương. Ngày 31 tháng 8 năm 1959, theo sắc lệnh 36 SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Văn Trà được phong thẳng quân hàm Trung tướng, cùng lúc với các đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Hoàng Văn Thái, Song Hào. Năm 1963, theo yêu cầu của chiến trường, Thượng tướng Trần Văn Trà được cử vào làm Ủy viên Trung ương Cục, Phó Bí thư Quân ủy, Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam. Trước khi ông lên đường vượt Trường Sơn, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cơm thân mật và căn dặn: "Chú đã sang Liên Xô học nên cần phải nắm vững khoa học quân sự của phe ta, nhưng đồng thời cũng cần phải nắm chắc và kết hợp cách đánh giặc của ông cha ta nữa. Chắc chú biết vì sao nhà Trần ba lần đại thắng quân Nguyên Mông mạnh hơn ta gấp bội. Đó là nhờ lòng dân, sức dân và đại đoàn kết toàn quân dân. Đó là nhờ cha ông ta biết chỉ huy binh sĩ yêu thương nhau như con một nhà." Bài học tư tưởng đại đoàn kết, dựa vào sức mạnh nhân dân, thương yêu chiến sĩ như anh em trong gia đình, được ông mang theo và áp dụng trong suốt quá trình xây dựng các lực lượng vũ trang và chỉ huy chiến trận. Trên cương vị Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam, chiến trường chính do tướng Trần Văn Trà phụ trách là mặt trận B2. Đây là địa bàn chiến lược trọng điểm từ Ninh Thuận đến Cà Mau và phía Nam Tây Nguyên. Trong đó có Sài Gòn là thủ đô của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Với tư tưởng đoàn kết trên dưới một lòng, Tư lệnh Trần Văn Trà cũng đã chỉ huy sĩ quan, binh lính thuộc quyền dốc lòng dốc sức, sẵn sàng hy sinh tính mệnh vì sự nghiệp thống nhất đất nước. 3. Chiến lược trong trận Xuân Lộc khiến Dương Văn Minh cảm phục. Chiến dịch Xuân Lộc là một trận chiến vô cùng khó khăn, khốc liệt của các lực lượng giải phóng quân. Để giữ cánh cửa thép ở cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn, quân đội Sài Gòn đã tập trung một lượng lớn binh lực để phòng thủ Xuân Lộc, gồm Sư đoàn Bộ binh 18, Trung đoàn 5 Thiết giáp, 8 Tiểu đoàn Bảo an, 20 Đại đội Địa phương quân, hàng ngàn cảnh sát và phòng vệ dân sự. Lực lượng ứng cứu trực tiếp gồm có Lữ đoàn 3 Thiết giáp ở Biên Hòa, Lữ đoàn dù số 1 ở Sài Gòn. Ngoài ra, còn có các sư đoàn bộ binh và lực lượng binh chủng của hai quân khu 3 và 4. Đó là chưa kể đến lực lượng pháo binh và không quân còn rất mạnh của địch. Đối với cứ điểm phòng thủ mạnh như Xuân Lộc, ngay từ đầu, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đề ra phương châm đánh chắc, tiến chắc, diệt địch bên ngoài là chính, tạo thế bao vây cô lập, khi có thời cơ sẽ tiến công dứt điểm. Tuy nhiên, trước tình hình địch đang hoang mang dao động, cần phải khẩn trương, táo bạo, sử dụng một bộ phận bộ binh, tập trung toàn bộ xe tăng, pháo binh tiến công thẳng vào sở chỉ huy tiểu khu Long Khánh và sư đoàn 18 của địch. Nếu địch tan vỡ thì nhanh chóng đánh chiếm, giải phóng Xuân Lộc. Từ năm 1959, Thượng tướng Trần Văn Trà cùng Nguyễn Văn Vịnh đề xuất và tổ chức lựa chọn, huấn luyện đưa lực lượng cán bộ tập kết từ miền Bắc trở vào miền Nam chiến đấu, giao cho Võ Bẩm bước đầu xây dựng con đường xuyên Trường Sơn vào đánh khu 5. Cùng thời gian làm đường 559 ở trên rừng, ông cũng cho tổ chức vận tải đường biển cho khu 5 lấy tên là đường 759, nhưng chưa thể thực hiện. Đến năm 1960-1961, nhờ một số ghe thuyền do Trung ương Cục miền Nam phái ra xin vũ khí, ông nghiên cứu kỹ phương án khả thi và cho tổ chức đường 759 trên biển trở lại. Chuyến đầu tiên đi bằng tàu gỗ, khởi hành năm 1962, chở 28 tấn vũ khí, cập bến Rạch Gốc thuộc Cà Mau. Phát huy thắng lợi, ông mời Cục trưởng Đường biển Nguyễn Văn Đảnh, vốn trước đây làm việc ở cảng Ba Son, tham gia vào việc đóng tàu sắt chở 100 tấn. Ông đã trực tiếp lo tổ chức vận chuyển người và vũ khí cả hai đường 559 và 759, cho đến khi trở về Nam mới bàn giao lại cho người khác ở Bộ Tổng Tham mưu phụ trách năm 1963. Thượng tướng Trần Văn Trà là người tiên phong đề xuất
và thực thi việc xây dựng các đơn vị chủ lực tập trung để tiến hành những trận đánh lớn, tiêu hao sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng. Ông cũng trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy hầu hết các chiến dịch ở mặt trận B2. Ông còn là nhà ngoại giao vừa cương quyết vừa khôn khéo trên bàn đàm phán khi dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam vào Sài Gòn tham gia phái đoàn 4 bên thực thi Hiệp định Paris. Với tầm nhìn chiến lược, Tư lệnh Trần Văn Trà đã cho xây dựng và bố trí 16 trung đoàn đặc công lót ổ vùng ven Sài Gòn. Một lực lượng quan trọng chờ thời cơ tổng công kích và bảo vệ thành phố khi giải phóng. Ông cũng đã kiên trì thuyết phục những nhà lãnh đạo cao cấp ở Hà Nội chấp nhận kế hoạch chiến dịch Phước Long, Đồng Xoài cùng Trung ương Cục Bộ Tư lệnh Miền đề ra cuối năm 1974. Trở thành đòn trinh sát chiến lược then chốt để Bộ Thống soái tối cao đưa ra quyết sách kịp thời giải phóng miền Nam. Tầm nhìn của ông còn thể hiện ở việc chuẩn bị chu đáo cho chiến trường, sớm tổ chức xây dựng cánh quân chủ lực đoàn 232 và lực lượng vũ trang quân khu 8 ở phía Tây Nam, tạo thế hợp vây cùng với các cánh quân khác, làm thành 5 mũi tiến vào phối hợp với lực lượng nổi dậy tại chỗ, giải phóng Sài Gòn Gia Định vào mùa xuân năm 1975. Ngày 8 tháng 4 năm 1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh được thành lập do Đại tướng Văn Tiến Dũng làm Tư lệnh, Bí thư Trung ương Cục Phạm Hùng làm Chính ủy, còn Thượng tướng Trần Văn Trà làm Phó Tư lệnh Thường trực. Trong trận quyết chiến cuối cùng mở cánh cửa thép Xuân Lộc, khi quân giải phóng gặp nhiều khó khăn tổn thất trước sự phản kích ác liệt bằng pháo binh và không quân hủy diệt của đối phương, tướng Trần Văn Trà đã đích thân vượt sông Đồng Nai đến tận sở chỉ huy quân đoàn 4 bên bờ sông La Ngà, trực tiếp gỗ rối cho mặt trận, bàn bạc xoay chuyển tình thế. Ông đề xuất phương án không đánh trực diện mà chỉ để lại một đơn vị vừa đủ sức để kiềm chế địch ở Xuân Lộc, còn lại phân bổ lực lượng đánh Dầu Dây và các cứ điểm khác nhằm phong tỏa, chia cắt cứ điểm Xuân Lộc khỏi hậu phương Biên Hòa, Bà Rịa, Vũng Tàu. Từ đó Xuân Lộc sẽ bị vô hiệu hóa và nhanh chóng tan rã. Sài Gòn giải phóng, Thượng tướng Trần Văn Trà nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố. Ngay sau khi tiếp quản Dinh Độc Lập, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quân quản Sài Gòn Gia Định do đồng chí Trần Văn Trà làm chủ tịch. Trong buổi sáng và trưa ngày 2 tháng 5 năm 1975, quân tiếp quản đã lần lượt giải quyết cho binh lính chế độ Việt Nam Cộng Hòa trở về đoàn tụ với gia đình. Buổi chiều thì giải quyết cho những người từng là cán bộ của chế độ cũ và toàn bộ nội các của cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Minh. Trong buổi chiều lịch sử này, quân ta đã tổ chức một buổi lễ ngay tại Dinh Độc Lập để thông báo quyết định trả tự do của Ủy ban Quân quản. Tại buổi lễ, được sự ủy quyền của đồng chí Trần Văn Trà, đồng chí Cao Đăng Chiếm, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn Gia Định đã có bài phát biểu ngắn gọn, ý nghĩa, trong đó có đoạn: Nhân dân Việt Nam chúng ta đã trải qua cuộc đấu tranh anh dũng và khốc liệt, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, đánh bại chính sách Việt Nam hóa chiến tranh để giành thắng lợi vĩ đại và vô cùng to lớn từ xưa đến nay, thi hành chính sách của chính phủ cách mạng lâm thời. Chính phủ mong rằng trong tình hình mới, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực xây dựng lại tổ quốc của chúng ta, làm cho nhân dân chúng ta giàu mạnh, tổ quốc của chúng ta hùng cường. Do đó, chúng tôi mong rằng mỗi người Việt Nam đều tùy theo khả năng của mình góp công sức vào việc xây dựng tổ quốc của chúng ta. Bữa nay, thi hành lệnh của cấp trên, các anh được tự do về với gia đình. Chúng tôi sẽ tổ chức đưa các anh về đến nơi đến chốn. Ông Dương Văn Minh thay mặt nội các phát biểu: Ngày hôm nay, đại diện cho các anh có mặt tại đây, tôi nhiệt liệt hoan nghênh sự thành công của chính phủ cách mạng trong công cuộc vãn hồi hòa bình cho đất nước. Với kỷ nguyên mới này, tôi mong rằng tất cả anh em có mặt tại đây cũng như các tầng lớp đồng bào sẽ có dịp đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước. Riêng cá nhân tôi, hôm nay tôi rất hân hoan khi được 60 tuổi trở thành một công dân của một nước Việt Nam độc lập. Ngay sau buổi lễ, Thượng tướng Trần Văn Trà gọi sư đoàn trưởng Lê Nam Phong lại, nói: Các cậu đưa ông Minh, ông Huyền và ông Mẫu, tức cựu Tổng thống Dương Văn Minh, cựu Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền, cựu Thủ tướng Vũ Văn Mẫu, lên phòng họp để mình gặp. Khi cả ba nhân vật chủ chốt trong nội các đã có mặt ở căn phòng trên lầu 1, gương mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng. Tướng Trà bước đến, bắt tay từng người, nở nụ cười thân thiện. Trước khi nói chuyện với Dương Văn Minh, tướng Trà quay sang dặn: Thái ở đây, còn Nam Phong xuống dưới tiếp tục tổ chức cho anh em đưa mọi người về với gia đình. Dặn dò anh em thực hiện công việc cho chu đáo, tận tình nhé. Nghe tướng Trà nói thế,
Dương Văn Minh khẽ cúi xuống, đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên mặt bàn. Gương mặt tươi tỉnh hẳn. Tướng Trà đã nói rõ về chính sách khoan hồng, chủ trương hòa hợp dân tộc của Đảng ta, truyền thống yêu nước, đoàn kết của nhân dân ta, đồng thời mong muốn những người có mặt ở đây khi trở về đoàn tụ với gia đình sẽ là những hạt nhân gương mẫu và tích cực vận động gia đình, người thân chấp hành. Cựu Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh chăm chú lắng nghe. Sau khi tướng Trà dứt lời, ông đã từ tốn phát biểu, bày tỏ lời cảm ơn đối với vị chủ tịch Ủy ban Quân quản đã cho ông và mọi người biết về chủ trương, chính sách hòa hợp dân tộc của chính phủ cách mạng lâm thời, nên cựu cán bộ, cựu binh lính của ông và gia đình đều rất an tâm. Dương Văn Minh cũng bày tỏ rằng, trong những ngày trước đó, ông biết quân giải phóng đã bao vây, tấn công Sài Gòn với lực lượng rất hùng mạnh. Chính quyền và quân đội của ông không thể chống lại được, nên ông đã có một số quyết định kịp thời để tránh đổ máu thêm. Sau Dương Văn Minh, ông Huyền, ông Mẫu cũng có phát biểu ngắn gọn. Tất cả đều bày tỏ lời cảm ơn và hứa với Chủ tịch Ủy ban Quân quản sẽ thực hiện nghiêm túc mọi quy định của chính phủ cách mạng lâm thời. 4. Tinh thần nhân văn của Thượng tướng Trần Văn Trà. Thượng tướng Trần Văn Trà không quên ai đã cùng với mình trải qua những ngày gian khổ. Ông là vị tướng trân trọng từng giọt máu của chiến sĩ trên chiến trường và chăm lo cho những người đồng đội, đồng bào còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hòa bình. Sau khi về hưu, ngoài việc nghiên cứu lịch sử chiến tranh, viết sách, ông còn dành nhiều thời gian thăm lại chiến trường xưa, thăm những người lính thuộc quyền và người dân đã từng gắn bó, che chở mình thời vào sinh ra tử và tìm cách giúp đỡ họ giữa hoàn cảnh nghèo khốn. Cũng chính vì sự lo lắng ấy mà năm 1996, ông đã bất ngờ ngã xuống khi qua Singapore tìm nguồn hỗ trợ xây dựng bệnh viện cho cựu chiến binh. Tấm lòng, tinh thần nhân ái của Thượng tướng Trần Văn Trà đã được gia đình ông tiếp nối. Khi người bạn đời là tiến sĩ Lê Thị Thoa cùng với con cháu tích lũy xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa và giúp đỡ cho người nghèo ở vùng sâu vùng xa. Những việc làm thiết thực và nhân văn theo di nguyện của ông. Đó cũng là một di sản văn hóa quý báu của Thượng tướng Trần Văn Trà, bên cạnh những chiến công lẫy lừng đã đi vào sử sách của ông. Các bạn vừa theo dõi Thượng tướng Trần Văn Trà, tầm nhìn chiến lược trong trận Xuân Lộc khiến Dương Văn Minh cảm phục. Các bạn nghĩ sao về nhân vật đặc biệt này? Hãy để lại cảm nhận của mình xuống phía dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.